Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình ăn tôm xào bắp Mỹ, xào thái bắp Mỹ nha cả nhà. Mời cả nhà ăn cùng mình nha. Tại vì ăn có ngên không biết nói gì cho nên mình ít nói chuyện chút cho mọi người. Tôi biết nói ngên nói gì vậy? Thank you.
Mình